Thì hôm nay thiết bị Tế Quỳnh Gia xin giới thiệu đến mọi người một mẫu xe lắc có mùi chất liệu bằng inox. Thì chiếc xe lắc này sẽ hỗ trợ cho những người bị các bệnh về khó khăn trong việc di chuyển, như là bệnh tai biến này, hoặc là bị liệt phần thân dưới á, thì xe này sẽ hỗ trợ phần di chuyển tới lui. Thì xe này nó có chiều dài từ bánh trước này nè cho tới phía ngoài sau này luôn á, thì nó là chiều dài nó là 1m6, còn chiều ngang của nó quan sát chiều ngang của nó là phủ bì của nó là 60, còn mà chiều cao mà từ bánh lên tới cái nóc mui này á thì nó là 150 cm ha. Rồi bây giờ thì cái nó có ở đây là cái chỗ ngồi, thì cái ngồi này á thì nó được bọc một lớp vải da như vậy. Thì diện tích bên trong á thì diện tích bề ngang của chiều dài của nó là 50 cm, còn chiều rộng của nó là 40 cm, còn cái chỗ mà cái bục cái đỡ lưng này á thì chiều cao của nó là 30 cm, còn chiều dài của nó là 50 cm ha. Còn mà cái diện tích mà cái kích thước mà của mui che thì nó có cái chiều dài của nó là 75, còn chiều rộng của nó là 65 cm. Thì bánh này á thì nó thiết kế hai cái size khác nhau. Cái này á thì nó là dạng bánh căm ha. Thì cái kích thước này trước này đó là 17 inch và kích thước ngoài sau đó 14 inch. Có kích thước ngoài trước này là 14 inch đó. Kích thước này nó là 17 inch. Thì ngoài sau xe thì nó sẽ trang bị cho mình một cái cản như vậy nè. Trong lúc mình ấy thì mình có thể là chở đồ thêm phía ngoài sau. Về cái phần môi á thì mình có thể là tháo lắp môi nè, thì mình có thể tháo lắp, mình gấp gọn lại. Lúc mà mình không cần sử dụng môi á thì mình có thể gấp gọn nó lên như vậy. Khi mình bung ra thì ở đây nó sẽ có mắt cài. Ở phần dưới hai cái bánh xe thì nó sẽ có cái khóa. Cái này là ví dụ mình muốn đậu cố định á thì mình sẽ gạt khóa lại, thì cái trạng thái này mình đang mở nè. Còn ví dụ mà mình ngồi mình khóa thì mình sẽ gạt. Gì? Thì nó sẽ là khóa lại cái bánh. Này là mình khóa rồi. Thì sau đây thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng xe lắc ha. Thì đầu tiên á thì người sử dụng sẽ ngồi lên xe ha. Thì xe này nó sẽ ngoài trước mình sẽ có một cái vô lăng nè dùng để mình lái. Rồi, trên xe lắc thì nó sẽ là có một cái tay cầm thắng. Bây giờ mình sẽ là hướng dẫn mọi người sử dụng ha. Bây giờ mình lui về thì cái tay cầm giật này thì nó vô cùng nhẹ nhàng mà không có bị nặng. Ví dụ mà mình chạy tới mình cần thắng thì mình sử dụng cái cần này, mình thắng ví dụ như là xuống dốc ha, sử dụng này mình thắng. Còn ví dụ mà mình muốn đậu cố định một chỗ để mình làm gì thì mình sẽ khóa bánh lại. Thì mình để hai khóa này thì xe nó sẽ cố định, mình không có sợ nó bị chạy tới chạy lui. Muốn đi tiếp thì cứ mở ra. Tới. Chất liệu inox thì cái kích thước của cái này thì bên em sẽ là đặt theo kích thước của mọi người, tùy theo kích thước của mọi người. Thì kích thước của hiện tại kích thước cái chiếc xe lắc inox này thì nó sẽ to hơn những chiếc bình thường mà mình mua có sẵn. Cảm ơn mọi người đã xem clip.